Hello, xin chào cả nhà nha. Thì sau một thời gian Hiệp đặt lập ếch ở đồng nhà đằng sau hè thì nó không có dính cả nhà ơi. Nó không chạy, chạy ít quá. Có bữa chạy được mấy trăm gram, có bữa chạy mấy con. Nên hôm nay Hiệp quyết định Hiệp đi ra ngoài đồng bên sông, đồng này người ta xả lúa rồi. Ta bơm nước vô, nước này ngoài cả nhà. Đó. Để mình đặt thử tình hình đó sao, tại bữa đó mình đặt ở trên kia thấy ngon lành rồi đó. Rồi mình đặt đây cái với trên đó cái, xong rồi mình lên mé trên kia cả nhà. Hấp hai cái này đi rồi chạy lên trên kia. Cái đầu tiên luôn. Đó, có dán màng rồi cả nhà ơi. Có dán màng. Ui hèn. Rồi hai con cả nhà. Đây. Một con, hai con. Hai con nha. Đấy. Hai con nha cả nhà. Đây một con, đây còn nữa hai con ấy nha, cái đầu tiên hai con. Rồi cái tiếp theo ở đây cả nhà, kiếm đường đi xuống à. Dạ. Con này cũng mới bơm nước lên. Cuối hàng sau là ăn trước thôi, lấy hơn nè, gậu. Ô, đừng con cả nhà ơi. Rồi, hết lớn. Hay nó hiu cũng đừng con. Nè cả nhà, đó. Nhảy ra sao rồi. Một con nghe cả nhà. Bừng ở đây à. Cái này kiếm con đỏ mắt cả nhà ơi. À dạ. Rồi cái này dán màng một nồi luôn nè cả nhà. À, nhà thấy không? Từ bên này mà dán màng tới đây luôn nè. Kinh khủng không? Con hàng. Có nước đục rồi. Có nước đục rồi cả nhà ơi. Đấy. Đó, nhảy phạch phạch đây nè. Rồi một con cả nhà. Đây, một con. Còn nhé. Đấy. Một con ngay cả nhà. Đây nè. Kiếm được tượng lành. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Khang tiếng à. Theo cái này à. À có dấu giò ếch. Mày bự. Ếch vô không đây. Rồi có cả nhà ơi. Động nước. Đấy, hai con. Đây một con nè. Đây một con nữa. Hai con nha cái này. Con nghe cả nhà. Quá sướng. Quay cận cảnh cho cả nhà xem hai em. Rồi. Tiếp tục cả nhà. Lên trên đây. Rồi mình cá lội đầy xong. Ái dạ. Ngừng xe là em té xỉu luôn đó nha. Rồi cái tiếp theo luôn. Ui dao dạ. Rồi. Đó cả nhà thấy không? Màng nó dán nè. Đó. Cũng ủng luôn à. Đó. Con lành cành đào rồi. Cô hàng ơi. Một con. Hai con luôn cả nhà. Đó. Dãy kìa. Đó. Hai con này nha. Đó.
hai con ngay đây nè, đây nó ngồi lên nhau nè, bỏ vô tiếp tục. Đắp mà đắp sợ ếch bự nó tung banh lợp. Đắp ếch siêu đắp bự chứ. Thu hàng ơi. Hai con luôn đó nha. Đây một con nè. Đó, đây một con nữa, hai con. Quá sướng. Đó, nhảy kìa. Đó. Ô văn nước rồi leo me cho cả nhà. Quá sướng. Đấy. Quá sướng luôn. Đó. Hai con nghe cả nhà. Hai con. Nước nó dính cà mà ga mà nè. Rồi tiếp tục cái này cả nhà ơi. Cái này không thấy dán màng. Của anh nè. Ồ, gì cũng được con đó cả nhà. Đây. Hả? nhảy kìa. Quá thế nhảy kìa. Rồi. À đó nè. Ôi quay tới đâu nhảy tới đó nha. Ồ, một em nha. Đấy. Để mình rửa cái bọc đây. Một con. Rồi, tiếp tục. Tiếp theo cái này cả nhà, đặt tút tút dưới đây nè. Cái này mô cao quá không biết sao đây. Đầu cá văng ra tới ngoài luôn cả nhà. Ôi được con. Quá sướng cả nhà ơi. Này, một con nha. Đó. Cả nhà thấy không? Ôi dạ. Đó. Dạ. Đó, một con nghe nha. Con này cũng chậm chậm à. Em nó đây. Trời ơi. Khui hàng ha. Không thấy dán màng luôn. Ôi. Hai con luôn cả nhà. Bữa nay số hai con hay sao ta, nãy giờ hai con nhiều à. Cứ bám con như nó phê cái này. Đó, hai con luôn cả nhà. Quá sướng. Đó, hai con nghe cả nhà. Chạy lên đây con rồi nè. Còn đây con. Hello. Rồi tiếp tục. Cuộn hàng cái này à. Có dán màng mà có miếng nhỏ xíu rồi cả nhà ơi. Ồ, đừng con hình quá. Đây cả nhà. Đừng con nha. À, nó. Nó nhảy nè. Một em. Đó. Rồi ok đi tiếp cả nhà.
Bữa nay mình đặt có 20 cái à. Rồi tiếp theo cái này cả nhà. Cái này mình đặt có 20 cái mình quên thông báo cho cả nhà. Này không thấy dán màng rồi. Quớt rồi. Ô, đừng con cả nhà ơi. Cũng đỡ khổ. Đây. Đó. Một con nha. Một con nha cả nhà. Con này chạy cũng lai gai cả nhà ơi. Con thấy. Rồi. Rồi. Hết chui ra được cả nhà. Ê. Trời ơi bị vuột cái này ra. Bó tay được cả nhà ơi. Điện con này. Cái này chạy hai con nè. Còn có 1 con à. Bị vuột này cả nhà nó nông ra. Nhà thôi mình lại mình không thôi mà mình không thấy mình quay lại mình thấy không thôi là đi thêm con ha. Rồi. Đọng nước. He. Đọng nước rồi cả nhà ơi. Mới đi lại gặp đọng nước là mới phê rồi đó. À, cái văn mở ra luôn không? Quậy văn mở ra luôn nè. Đây, cái miệng đó nè, mở văn tà le con mẹ cho nè. Nước đục luôn. Nghe nha. Khoan. Hai con. Hai con nha cả nhà. Đó. Đó. Quậy hay bự? Quậy không? À đây núp ở đây con nó nghe nè. Đó. Hai con luôn. Đấy, con nãy đi cũng được, vô này vô hai con lại. Hai con nghe cả nhà. Một con, hai con. Quá sướng. Rồi tiếp tục cái này luôn. Sớm giờ không có 3-4 con luôn cả nhà ơi, buồn quá. Cái này ếch không có, ít quá ít rồi. Tối mình chạy mình thấy ếch nó nhảy cũng ít, không nhiều. Cua hàng cái này. Rồi cái này chết luôn, mới nói ít này chết luôn, không có luôn. Rồi chết nha cả nhà. Rồi cái cuối nha cả nhà. Cái này không thấy dán màng. Ờ có dán màng cả nhà mà. Rồi không có luôn rồi cả nhà ơi. Buồn được chứ. Không có luôn cả nhà. À đó hết à. Đó. Rồi để về nhà mình đổ ra cho cả nhà xem nghe, ồn quá à. Máy ta chạy ra ồn quá. Rồi thành quả hôm nay nhiêu nha cả nhà. Đây 2, 4, 6, 8, 10, 11 cái chạy nha. Còn đây 2, 4, 6, 8, 9 cái không chạy. Hôm nay chạy mình chạy con hay con không à. Đó. Ếch cái này cũng trọng trọng cả nhà, không có nhỏ gì mấy. Rồi để mình đổ hôm nay được nhiêu nha. Đây hôm nay nhiêu nha cả nhà. Rồi hôm nay nhiêu nha cả nhà. Đây. Xuống mày. Đấy.
nhiêu đây cũng chừng cỡ 1 ký à. Cái này kiếm 1 ký cũng ngon rồi cả nhà ơi, chứ cái này ít không có mưa. Rồi 1 ký ký lô tư gần 1 ký rưỡi cả nhà, gần 1 ký rưỡi chừng 2 bằng 1 ký 3. 1 ký 3 chứ gì. Đó, ngon lành không? Nãy mình bị đi hết 1 con nữa, đi 2 con luôn mình bắt lên 1 con. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video bé ếch hay thì cả nhà ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh nhé. Chào cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà những clip bé ếch lần sau nha. Bye bye.